Mua bà má ở đâu? Anh đây 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 anh đây đây anh nhìn được con to con tốt tướng tướng nhìn nhà kinh doanh bất động sản hay sao? Anh cho biết là vệ đường Bùi Gai đá sỏi và đất tốt nó nằm ở đâu? Dạ, xin cha mà vệ đường Bùi Gai đá sỏi đất tốt mà ở chỗ mình có tai và nghe lời. Nó ở đâu? Nằm chỗ nào? Ở đức tin của mình. Nằm chỗ nào? Dạ, con không biết. Có nghĩa là trên thiên đàng, trên đất chúa. Nằm ở đâu? Ở đâu biết? Trong tấm lòng. À, mỗi người chúng ta có thể là Bùi Gai, đúng không? Mỗi người chúng ta có thể là đá sỏi, đúng không? Mỗi người chúng ta có thể là vệ đường, và mỗi người chúng ta có thể là đất tốt. Khi anh nghe lời Chúa, nghe xong anh bỏ đi, thì anh là lề đường, nghe xong bỏ. Ma quỷ đến đấy là lề đường. Khi nghe xong rồi, rồi những thử thách nó làm cho anh không vững được, chết rồi đến là phương giúp Chúa, vì đau quá, nghèo quá, khổ quá, thôi bỏ là một đứa thương xót. Anh là Bùi Gai. Rồi khi mà anh rơi vào đá sỏi là những ham muốn quyền lực, tiền tài, danh vọng. Ôi đi làm thương xót Chúa, nghèo thấy mồ, đi kinh doanh bất động sản nhiều hơn. Anh là cái gì? Đá sỏi, là Bùi Gai, là lề đường. Hoặc là thử thách nó làm cho anh bỏ Chúa, hoặc là giàu có sung sướng làm cho anh bỏ Chúa, hoặc là ma quỷ nó đến nó cám dỗ làm cho anh bỏ Chúa, nó cũng nằm trong lòng của anh. Và vì anh từ xưa anh từ đâu đến? Dạ thưa cha, con Pedro Trần Văn Trường ở Canada. Canada, anh về đây chúng ta trồng trồng cây Pedro tạm biệt anh. Vậy thì đối với anh, tâm hồn anh, gai đá đường, gai đá đường hay là đất là cái nào? Gai đá đường đất. Dạ không là đường. Là đường. Sao người ta nói đây là đường? Đấy, chia sẻ cho mọi người anh người ta đổi chú biết là người ta xuống như nào anh đường. Dạ con cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn cộng đồng đã cầu nguyện cho con nhà đình. Con được ơn Chúa rất là lâu qua những trang mạng trên internet. Trong những lúc mà con bị như là ma quỷ cám dỗ, như là làm ăn thua lỗ, thì con sẽ lên internet con đọc, thì con thấy mà anh lên trang anh lên internet đọc, anh phải nói đọc cái gì nguy hiểm lắm. Lên internet đọc có nhiều thứ lắm. Anh đọc sex có, anh đọc bạo lực có, anh đọc cái gì đủ thứ có. Phải coi lên đó đọc cái gì, xem cái gì, nghe cái gì. Vì nó nguy hiểm vô cùng, vì mạng rất là tốt, nhưng lại cũng là con dao hai lưỡi. Nếu mình trang vào đúng trang mạng tốt thì mình được hưởng. Còn mà anh lướt mạng, mà anh lướt web, mà web vào trang web sách sự bạo lực rồi thì chính trị, chính em đủ thứ hủ lốt trên đó là anh sẽ chắc luôn. Anh vào trang mạng nào để anh cảm nhận được lòng thương xót của Chúa? Dạ, trong khi con lên internet thì con sẽ thấy là ở đây là lòng thương xót Chúa muốn cho đời, thì con sẽ giả dạ, em coi những cái bài giảng của cha. Thì không thấy một cái bài giảng của cái anh Trang đó là một vài giang hồ nổi tiếng ở thành phố đã từng tâm thầy chém mướn rồi cướp giật, mà anh đã được Thiên Chúa động chạm chữa lành cho anh quay về để làm một người linh thiện, giúp cho đời, giúp cho xã hội. Thì con cảm thấy tại sao mình không làm gì được, mà mình muốn làm gì được thì chỉ có chạy đến với Chúa cầu nguyện, đến với Chúa thì Chúa sẽ độ chạm, sửa đổi con người mình. Dạ, ban cho gia đình chúng con rất nhiều cái học ân là con giải nhất các khôn để phục vụ cho giáo hội, phục vụ cho cộng đồng. Anh về đây mấy người? Dạ, con về đây 6 người.
Vẫn ngày đi ra. Dạ, mẹ vợ, dạ, vợ con, dạ, hai đứa bé. Mày lên cái hàng đất đường đá sỏi. Lên 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 con, lên lên con, lên lên. Rồi anh lên. Xin chào mày. Chúng ta một chồng đã về, chúng ta sợ mừng những anh chị em từ nước ngoài về đây. Họ có điều kiện, họ có thể họ đi du lịch, họ có thể đi Đà Lạt, đi Vũng Tàu, vân vân và vân vân. Nhưng họ đã đến với cái điểm du lịch của chúng ta, một nơi Canada rất lạnh, tuyết rơi đúng không? Và anh đến đây là không có tuyết rơi mà chỉ có mưa rơi đúng không? Rồi gió bão lắm này, anh có thấy là cái thời tiết nó khắc nghiệt khác với ở bên Canada không? Dạ, rất là khắc nghiệt nhưng mà con rất tạ ơn Chúa về đây khí hậu rất tốt đẹp. Mà con thấy là đang đi chưa giờ mà nắng nóng và tự nhiên có cơn mưa xuống là con nghĩ chắc là cơn mưa hồng ân của Chúa ban cho. Cho là con mát mẻ thêm cho mọi người mát lòng thêm cho đất nước. Có thể là chắc là năm nay rất là hạnh phúc và dồi dào. Được nhờ ơn Chúa hơn. Con nhận được cơ nghiệp của Chúa, con nên là con chia sẻ với mọi người đối với bản thân con, một người làm vợ và một người làm mẹ. Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Magdalena Lê Thị Xuân Thu. Con xin được làm chứng cho Chúa là Chúa đã ban ơn rất nhiều cho con và gia đình con trong những lúc trong mọi hoàn cảnh thì con đều chạy đến với Chúa và Chúa là tình yêu, Chúa luôn yêu thương, Chúa luôn che chở cho mọi tâm hồn, cho mọi hoàn cảnh và những ai đã tin tưởng đến với Chúa thì Chúa luôn giang cánh tay chờ đón để mà yêu thương và che chở. Và con xin chia sẻ là con được một cái ơn rất lớn mà trong cuộc đời con chưa bao giờ dám quên. Con kể cho mọi người nghe đó là cái gì? Dạ con nhìn thấy Chúa ở trên trời. Thì một hôm con thức dậy rất sớm. Thưa anh chị em, mình nhìn thấy Chúa trên trời, cái ơn đó cũng lớn, nhưng mà ơn lớn hơn cả là con nhìn thấy Chúa trong người anh em của mình hay không? Nhìn thấy Chúa đến những người nghèo, khổ, ốm đau, bệnh tật này hay không? Ơn đó còn lớn hơn nhiều. Còn mình nhìn thấy Chúa, như kiểu Phaolô, tôi đã được đưa lên tới tầng trời thứ ba rồi, tôi đã được vị kiến Chúa rồi. Nhưng khi mà Phaolô thấy được Chúa, nhìn thấy Chúa rồi, thì việc của Phaolô còn lại đó là phải đi rao giảng lòng thương xót của Chúa, rao giảng tin mừng của Chúa cho người khác, dù khó khăn, dù thử thách. Và Phaolô bảo rằng bất cứ cái gì cũng không tách tôi ra khỏi lòng mến của tin Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Đấy, chị Chúa đã ban cho chị được cơ nhìn thấy Chúa như vậy. Việc còn lại nặng nề hơn, trách nhiệm nặng hơn, đó là không phải là mình khánh diện mình được nhìn thấy Chúa, nhưng là làm sao cho người khác thấy được rằng Chúa hiện diện ở trong mình và thấy được Chúa hiện diện ở trong những người sống chung quanh của mình. Đấy là một điều rất quan trọng. Bây giờ việc của các anh chị, chúng tôi nhờ các anh chị đó là anh chị đi về Canada và tiếp tục đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Anh chị có muốn tập xong nhiều ngày đi với Chúa đây, anh chị đang có lẽ về giúp chúng tôi một số và chúng tôi gửi tặng một món quà của lòng Chúa thương xót cho anh. Mời anh ra lấy một cái món quà xuân của lòng Chúa thương xót. Rồi em lấy món quà đó, anh chị cầm món quà đó, anh chị đang là mang dù cho tôi thêm mấy chục cái nữa, mấy chục cái máy và mấy chục cuốn sách nữa để đi về bên Canada. Anh chị gửi tặng cho những người bên Canada những mảnh đất có khi nó là đá sỏi, có khi nó là lề đường, có khi nó là gai góc, tặng cho họ để cầu mong một ngày nào đó đá trở thành đất, gai cũng trở thành đất, vệ đường cũng trở thành đất mà là đất tốt. Xin chúc lại cho anh chị. Còn con, áo tím, Tết đến nơi mà vẫn